Kính thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đau thương mất mát thì mãi còn day dứt với người ở lại và biết bao thế hệ sau này. Không phải vì không thể quên được quá khứ, mà trái tim và lý trí chúng ta không cho phép và cũng không được phép lãng quên. Bởi lẽ, máu đào của các chiến sĩ đã nhuốm lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do. Thấm nhuần đạo lý truyền thống, uống nước nhớ nguồn, suốt 77 năm qua, Đảng, nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo và dành mọi nguồn lực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Mùa tri ân không còn là mệnh lệnh mà đã đến như một lẽ tự nhiên. Tháng 7 này, không ai bảo ai, mỗi chúng ta lại bùi ngùi xúc động, hướng về các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên khắp mọi miền Tổ quốc với một lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc. Góc nhìn trong tuần của báo Thanh Hóa hôm nay xin mời quý vị đến với chủ đề Mùa tri ân. Kính thưa quý vị, từ những năm tháng chiến tranh gian khổ, Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt với thương bệnh binh, liệt sĩ, những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Cũng chính Bác là người luôn gửi thư và tặng quà động viên các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, dành cho bộ đội những tình cảm nồng ấm nhất của một người cha đối với các con. Rồi Bác đi rém chăn, từng người một, sợ cháu mình giật thột, Bác nhón chân nhẹ nhàng. Bác thương đoàn dân công, đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ, đứng gác ngoài biên cương, Bác viết thư thăm hỏi, gửi muôn vàn tình thương. Vâng, tình thương bao la ấy của Bác đối với thương bệnh binh, liệt sĩ đã truyền lửa cho các thế hệ suốt 77 năm qua, lan tỏa trong cộng đồng xã hội hôm nay như một nghĩa cử nhân văn cao đẹp vời vợi. Đến nay, cả nước đã xác nhận được 9,2 triệu người có công, thân nhân người có công và số người có công đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng là gần 1,2 triệu người. Từ năm 2013 đến nay, cả nước đã vận động được gần 7.900 tỷ đồng để hỗ trợ cho hộ gia đình người có công, xây dựng mới 67.700 căn nhà và sửa chữa gần 45.900 căn nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 12.700 tỷ đồng, tặng hơn 110.000 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách với trên 403 tỷ đồng và hỗ trợ một số trường hợp đặc biệt khó khăn. Hơn 2.000 mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống được các tổ chức nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Công tác chăm sóc các nghĩa trang, công trình ghi công người có công được chăm sóc chu đáo, đã xem xét giải quyết dứt điểm hơn 7.000 hồ sơ tồn đọng, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với hơn 2.400 liệt sĩ, hơn 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77 nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng, tăng 35,7%. Đây là mức tăng cao nhất qua các lần điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trong nhiều thập kỷ vừa qua. Đến nay, rất mừng là có tới 99% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú và có 99% xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ. Mặc dù Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo người có công và thân nhân với tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc và trách nhiệm cao cả, nhưng chúng ta vẫn không khỏi day dứt, trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn. Các nạn nhân chất độc da cam chịu số phận thiệt thòi. Đặc biệt là nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính. Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, cả nước có 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống, nhưng vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa quy tập được hoặc chưa xác định được danh tính. Trong đó, có hàng chục nghìn hài cốt liệt sĩ vẫn còn nằm lại nơi rừng sâu, khe lạnh. Đó luôn là nỗi đau đáu, trăn trở, day dứt khôn nguôi của những người đang sống, đang hưởng hòa bình, hạnh phúc, ấm no hôm nay. Với việc ra mắt Ngân hàng Gen Liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ trong tháng 7 này, mong muốn sẽ mở ra hy vọng cho hàng trăm nghìn gia đình, người có công tìm được mộ người thân sau hàng chục năm chờ đợi. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hai đề án liên quan việc quy tập và xác minh hài cốt, danh tính liệt sĩ, gồm đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo, gọi tắt là đề án 1237 do Bộ Quốc phòng triển khai, và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, gọi tắt là đề án 150 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai. Đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ,
vẫn còn khoảng 180.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, khoảng 600.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc còn thiếu thông tin, cần bổ sung, xác định danh tính. Với việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp giám định ADN và thực chứng, phương pháp giám định ADN đã triển khai gần 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và hơn 3.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Kết quả đã so sánh đối khớp được hơn 1.000 danh tính liệt sĩ để báo tin về cho thân nhân liệt sĩ. Đây là việc làm rất có ý nghĩa, rất linh thiêng nhằm đem lại hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình, góp một phần xoa dịu những mất mát, hy sinh của các thân nhân liệt sĩ. Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cả nước có khoảng 1,2 triệu người con ưu tú đã ngã xuống. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có rất nhiều trường hợp còn thiếu hoặc thiếu hoàn toàn thông tin tìm kiếm. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thế hệ trẻ đã cùng chung sức xây dựng nên phần mềm Dòng Lịch Sử, một ứng dụng nhằm tìm kiếm, kết nối thông tin toàn quốc để hỗ trợ công tác tìm kiếm thân nhân, quy tập các phần mộ liệt sĩ. Đây không chỉ là một ứng dụng mang tính kỹ thuật, mà còn là một dự án mang đậm giá trị nhân văn. Hơn hết, hoạt động này cũng sẽ phát huy giá trị lịch sử và giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Sự kết hợp giữa công nghệ cùng lòng tri ân sâu sắc sẽ tạo nên một phương tiện hữu ích, giúp công cuộc tìm kiếm, quản lý thông tin về các anh hùng liệt sĩ trở nên hiệu quả hơn. Nhằm góp sức vào công tác tìm kiếm, quy tụ hài cốt liệt sĩ để đưa trở về với gia đình, Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN, Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử và Hệ sinh thái Công nghệ Idea Startup đã thực hiện phần mềm Dòng Lịch Sử, một ứng dụng tìm kiếm, kết nối thông tin thân nhân, phần mộ liệt sĩ. Dòng Lịch Sử là sản phẩm số hóa những dữ liệu được đóng góp giúp cho người thân truy cập và tìm kiếm, kết nối thông tin với cơ quan nhà nước, cơ quan chính quyền các nơi quản lý dữ liệu. Điều này có thể giúp cho người thân tìm thấy những thông tin cần thiết trong khoảng thời gian ngắn nhất. Việc áp dụng công nghệ hiện đại, phương pháp khoa học trong quá trình tìm kiếm thân nhân các anh hùng liệt sĩ và xác minh đã mang lại những kết quả đáng khích lệ, giúp nhiều gia đình tìm thấy người thân, cùng sẻ chia nỗi đau mất mát và lan tỏa những thông điệp yêu thương. Kính thưa quý vị, những ngày này, trên khắp cả nước, mùa tri ân đang lan tỏa qua những hành động đẹp như dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu, thăm hỏi tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ. Đảng, nhà nước ta luôn coi công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, với tinh thần không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, nhà nước ta. Tiếp tục chăm lo chu đáo công tác này chính là góp phần xoa dịu nỗi đau, thấm giọt nước mắt, làm vơi đi nỗi nhớ để đời sống vật chất, tinh thần của người có công tốt đẹp hơn. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắn nhủ trước lúc đi xa. Tới đây, chuyên mục Góc nhìn trong tuần của báo Thanh Hóa Điện tử cũng xin được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chuyên mục tuần tới.